mọi người, chào mừng mọi người tới với cửa hàng xe máy An Thành Phát. Hôm nay thì em cũng sẽ cập nhật báo giá chi tiết một dòng xe của GPX nhập khẩu Thái Lan. Đó là dòng xe Legend, logo biểu tượng Legend luôn nha. Và hiện tại dòng xe này bên nhà em trôm đang có hai màu cơ bản. Một là màu bạc đen, hai nữa là màu đen. Nếu mà các bạn quan tâm tới dòng xe này thì alo trực tiếp cho em trôm qua số điện thoại 0325 333 789. Em trôm có sử dụng Zalo luôn nha. Các bạn liên hệ đặt lịch trước thì em trôm sẽ hỗ trợ chi phí sang xe đi lại cho mọi người. Và hiện tại dòng xe này bên cửa hàng em trôm đang bán với mức giá chỉ từ 59 triệu đồng thôi. Giá này là em trôm xuất hóa đơn cho mọi người tự làm biển số nha. Còn nếu như anh chị ở xa, mọi người không có điều kiện về quê làm biển số được thì cửa hàng có hỗ trợ các bạn làm nhá. Và chi phí sẽ tính theo từng vùng, theo giấy căn cước công dân của mọi người nhá. Dòng xe này thì bên cửa hàng em trôm có hỗ trợ mua góp cho mọi người. Các bạn mua góp thì chỉ cần đưa trước cho em trôm là từ 10 triệu đồng trở lên là có thể làm hồ sơ được rồi nhá. Ui, hồ sơ chỉ cần căn cước công dân và chứng minh nhân dân là được rồi nhá. Rồi, xe này thì nếu như các bạn có chiều cao từ 1m6 trở lên là mọi người có thể ngồi vừa đẹp rồi. Còn nếu như mà các bạn thấp hơn mà vẫn thích dòng xe này thì bên cửa hàng em trôm có hỗ trợ độ phuộc nha. Các bạn có thể quan sát một vài chi tiết của em xe này nhá. Đây, biểu tượng Legend này, giống hình cánh chim mà các bạn, cực kỳ đẹp luôn nha. Phần khung sườn cũng rất chi là chắc chắn này. Động cơ thì 150 luôn nha. Và em xe này em xe FI của hãng GPX luôn nha. Đây, phần khung sườn phía yên xe thì cũng rất là thon gọn này, không có bị to phình ra lắm này. Và ghi đông xe cũng cực kỳ cao luôn nha. Các bạn ngồi lái, nếu mà đi vượt hoặc là đi tour ấy thì cũng rất chi là ok, không bị mệt mỏi nhá. Đầu xe của em xe này là đầu xe hình tròn, mang tính chất cổ điển, nhưng mà lại sử dụng hệ thống đèn LED, được trang bị hệ thống đèn LED này. Và có logo GPX ở dưới này. Đây, cặp phuộc thì cực kỳ to luôn các bạn ạ. Đây, tạo nên điểm chắc chắn cho em xe này hơn. Bánh xe thì, mâm xe thì to, nhưng mà được thiết kế là những cái vành nan, tạo nên cái điểm đẹp riêng cho em xe này. Nếu các bạn quan tâm tới dòng xe này thì liên hệ với em trôm, hoặc là tới địa chỉ cửa hàng của em trôm nằm trên đường quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Em trôm có hỗ trợ ship xe, các bạn mua xe nhắn qua Zalo cho em trôm hoặc là để lại bình luận phía dưới video nhé. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.